Em gửi chị hồ sơ ứng viên cho vị trí phó phòng tài chính kế toán ạ. Chị cảm ơn. Này, hôm nay ông Minh hẹn đến lấy sổ bảo hiểm xã hội đấy. Chắc là kiếm được việc mới rồi. Em cũng nghe con bạn làm ở công ty bất động sản Phan Thị bảo là ông ấy sang bên đó làm, nhưng mà làm nhân viên thường thôi. Đang làm phó phòng còn từng được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng mà lại đi làm nhân viên á? Cuộc đời mà, đâu ai biết trước. Này, hai đứa vừa nói chuyện về anh phó phòng kế toán trước đấy à? Dạ vâng ạ, anh ý vừa nghỉ thì chị vào làm đấy ạ. Nhưng mà hình như là có xích mích với đồng nghiệp cũ nên anh mới nghỉ làm đúng không? Dạ, anh My là người khó tính cọc cằn, nhưng không phải là dạng người thích động tay động chân với ai bao giờ đâu. Thế mà hôm đấy, không biết ông Đạt nói gì mà ông Minh tức điên lên, đấm cho một trận. Về mặt công việc ấy, thì không ai qua được anh Minh đâu. Mà từ ngày anh ấy nghỉ ấy, phòng kế toán rối như canh hẹ. Hành em lên xuống. Ô, chào mọi người. Dạ, em là sếp ạ. À. Sếp có váy mới này. Ừ, đấy, bộ này chị vừa mới mua ở Pháp đấy. Em thấy thế nào? Đẹp lắm, hợp với chị lắm ạ. Thế mà chị cứ sợ cái màu nó hơi rực. Không, màu đỏ này đẹp mà chị. Chiếc váy nó xấu lắm, không hợp với chị đâu. Minh à, em thấy váy này đẹp mà anh Minh. Nếu không phải là sếp của các cô mặc, mà là một người khác mặc, chắc gì đã khen như vậy. Lan Anh. Dạ. Cho chị xem hồ sơ ứng tuyển mới với. À, em vẫn đang lọc. Lát lọc xong em mang qua phòng cho chị nhé. Ok, nhé. Yeah. Chào mọi người nhé. Chào chị ạ. Chào Minh. Chào chị ạ. Chị Vân này. Em đùa đấy. Váy chị mặc đẹp lắm. Cảm ơn em. Ai đang giữ sổ bảo hiểm của anh nhỉ? Dạ, anh đợi em một chút ạ. Lấy cho anh luôn nhá. Đang cần gấp đấy. Chị ơi, em sang gửi chị hồ sơ ứng tuyển cho vị trí phó phòng tài chính kế toán đấy ạ. Ổn không em? Em thì thấy chưa ổn lắm. Cũng có một người có kinh nghiệm, nhưng mà lại không phải ở trong lĩnh vực bất động sản chị ạ. Thế à? Vâng. Cho chị xem nào. Đấy ạ. Cũng cam go nhỉ. Người tài thì mới thiếu, chứ còn người bình thường thì thiếu gì đúng không? Dạ. Chị ơi, em có ý này không biết có được không? Em cứ nói đi. Thực ra thì mình vừa gặp nhân tài đấy thôi chị. Em muốn nói đến ai? Anh Minh ấy ạ. Minh à? Em cũng có tìm hiểu một chút về Minh. Về năng lực ấy, thì tất cả mọi người trong công ty đều công nhận. Mà bỏ lỡ một người tài như thế thì cũng tiếc. Hay là mình chiêu mộ lại anh Minh chị nhá. Chị nghĩ em nói cũng đúng đấy. Nhưng không biết mình có đồng ý quay lại làm việc không ấy. Em cũng hơi lo. Nhưng kiểu gì mình cũng có cách chị ạ. Em thấy đợt này là nhiều nhân sự tốt mà. Cũng có nhiều kinh nghiệm đấy chứ. À thế à, đâu để anh xem nào. Tài liệu của người khác, sao lại tự ý xem như vậy? Anh Minh. Thế cái này là của anh à? Của tôi đấy, của cô đấy. Khi nãy tai nạn cầm nhầm. Cảm ơn nhé. Cái gì đấy em? À không, một chút nhầm lẫn mà anh. Mà anh ơi, anh Minh anh gặp ai anh cũng giữ thái độ như thế ạ? Ui giời, em mới vào công ty em chưa biết thôi. Ông này á, mọi người toàn bảo là bị gàn, bị hâm. Lúc nào như kiểu cả thế giới gây ra lỗi lầm gì với cậu ta. Nhưng mà được một cái là chuyên môn rất là tốt. Được mỗi cái nét đấy. Thì đi làm cần mỗi thế mà anh. Ứng viên này khá phết này.